bây giờ thấy nhiều tiền, xin lỗi cho nói thẳng, bây giờ không có ý định thì kệ cho em làm thủ tục cho nó được mấy tỷ bạc, bây giờ cứ phải làm loạn nên làm gì. Với tình hình nội ngoại lục đục như thế này, mọi người cảm thấy là mua nhà có yên ổn hay không, ở có yên ổn hay không, và thực tế nếu như người giám hộ cháu là bên nội hay bên ngoại thì thực sự có an tâm hay không. Tôi nói thật ra là như thế này, dù bên nội hay bên ngoại tôi cũng chẳng cảm thấy an tâm, tại vì nội ngoại ví dụ như bà ngoại thì xung quanh bà ngoại còn có cô dì chú bác mà, chưa có tiền thì chưa thấy gì, nhưng mà có tiền rồi thì sẽ thấy được lòng người và thấy được nhiều chuyện khác. Chính vì thế cho nên không thể nào mà an tâm được. Bây giờ cháu, bây giờ tiền á, thì là các mạnh thường quân họ đã CK vào tài khoản rồi thì buộc lòng hoang hương là phải chi thôi, không chi không được. Mà chi trong hoàn cảnh này thì chi như thế nào? Bây giờ hóng lẽ lại nói là ngay từ đầu đã nói là mua nhà rồi mà bây giờ không lẽ lại không mua cho thằng nhỏ, đúng không? Mà không mua thì cũng tội nó lắm, ba mẹ nó đã như thế hết rồi còn đâu nữa, đúng không? Mà bên nội thì đúng là kỳ thật, nhưng mà bên ngoại chưa hẳn là đã tin, tôi nói thật đó. Để căn nhà cho thằng bé thì thể nào trả tranh giành để nuôi, còn không á, bà Hoàng Hương tốt á thì số tiền bà Hoàng Hương kêu gọi được á, bà Hoàng Hương phát hết cho nó dân làng, còn lại bà có tiền á, bà mua cho nó căn nhà hoặc là bà hỗ trợ chu cấp cho nó đến bao nhiêu năm, ví dụ một tháng mà tiền nhà trọ nó 4 triệu thì bà chu cấp cho nó 4 triệu đi, còn không á, bà tự động bà bỏ tiền ra bà mua một căn nhà mà bà Hoàng Hương thì thiếu thì nhà. Bà mua một căn nhà cho nó ở đến năm nó 18 tuổi, bà cho nó đi ra ngoài để nó làm việc nó kiếm tiền, hoặc là bà muốn cho nào thì cho. Chứ bây giờ cho nhà như thế đến lúc người nhà tranh nhau là đúng. Em nghĩ rằng là bà Hoàng Hường thì nhiều khi tốt quá, bà ấy không nghĩ đến hậu quả. Cái lúc mà em thấy bà Hoàng Hường là kêu gọi từ thiện nhiều đi, cho bé Phúc nhiều đến như thế, em đã nghi ngay rồi. Bởi vì rằng là đồng tiền nó rất là mệt, chỉ cần có nhiều tiền một chút thôi bắt đầu là vào bâu xé liền. Em đã dự đoán được trước rồi nha. Đó, nên là em mới suy nghĩ trong đầu thôi, em bảo chắc chắn là bị dính. Trời ơi, bà Hoàng Hương nhiều khi bà tốt quá mà bà Hoàng không nghĩ đến hậu quả. Tất nhiên nhiều khi cái lòng tốt của bà chỉ muốn giúp tốt cho thằng bé đó thôi, nhưng nó sẽ vô tình gây ra đó chính là sự tranh cãi rồi sự tranh luận với nhau. Nên là này, đây mọi người ơi, nhưng mà với em như này này, em lại khác bà Hoàng Hường như nào. Em cũng kêu gọi như chị Hoàng Hường, nhưng em sẽ chỉ kêu gọi đến một mức vừa phải. Ví dụ em kêu gọi cho mỗi người 100, 200, 300, còn lại phải tự động lo lấy.